của mày. Nga mi phải nhìn thế này này. Đảm bảo đi tống kim không có đề gì hết, mặc dù ngọc 6 rồi. Bạch làm nha, bút rất ăn nha, đánh rất siêu nha. Được canh sắp hết máu vào Xuân Hoa Thu Nguyệt, tại vì Xuân Hoa Thu Nguyệt nó là sát thương trực tiếp. Công Nga mi rất dễ ăn được mã nha. Đây rồi mà không bắt được nó à?